Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi video phỏng vấn về xuất xứ của bài nhạc Nhớ Mẹ của Thiếu tướng Lê Minh Đạo và Đại tá Đỗ Trọng Huệ. Chương trình do gia đình các con Thiếu tướng Lê Minh Đạo thực hiện cùng với anh Đậu Thanh Vân. Kính thưa ba, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2019. Tụi con rất là vui mừng khi thấy ba đến thăm các con, các cháu. Ba đã lái xe từ Connecticut về đây xa xôi và thật là niềm vui cho các con cháu. Và nhân đây thì con cũng muốn xin hỏi ba một vài câu hỏi về cái nhạc phẩm Nhớ Mẹ của ba. Thì khi tụi con sum họp với nhau cũng như là sum họp với các bạn bè hoặc là với các hội họp cộng đồng thì con thấy người ta, nhiều người rất là thích và hát cái bài Nhớ Mẹ của ba rất nhiều. Họ hát với một cái cảm xúc rất là đặc biệt về những năm mà Cộng sản tiến chiếm miền Nam sau 1975, bài đó đã gây rất là nhiều xúc động cho những người Việt Nam của mình. Thì con muốn hỏi ba là từ lúc nào và cái nguyên nhân nào và cái tác động nào đã gây nên cho ba, làm cho ba có cái cảm nghĩ để ba sáng tác cái nhạc phẩm đó. Ba lần lượt ba trả lời. Bây giờ phần đầu tiên nữa, để ba nói ba làm cái bản nhạc là năm nào nha. Thì ba làm bản nhạc này năm 1983. Đó là một trong những bản lưu đài của ba đó. Mà ba làm ở cái trại Hà Tây. Lúc đó là ba bị giam cách ly. Ba bị giam cách ly. Thì bác quê cũng bị giam cách ly ở cái buồn giam khép. Rồi cái phần nhạc đó thì ba làm. Cái phần nhạc này là ba làm. Còn cái phần lời đó, lời ca thì trong đó có hai người. Có một số lời của ba. Và nhưng mà đại thể có thể nói gần như là hơn 2/3 đó là do bác Huệ làm. Bác Huệ làm. Thì bây giờ ba sẽ cắt nghĩa thêm, nói rõ chi tiết sao. Nhưng mà bây giờ để nói thế này, sẵn có đờn đây đó, thì bây giờ ba Thủy với Phượng hát cái lời hát, lời ca của ba. Còn Phong á, Phong hát cái lời của bác Huệ, để cho bà con hiểu rằng sự hợp soạn đó, số nào là của bác Huệ, số nào là của bà. Bây giờ mình bắt đầu để thủy đàn đi ha. Những chiều buồn trên đất, bác con hương về Nam, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bà, nhiều năm tháng cứ trôi cho bà mãi đau. Không gian rừng rừng như sắp đứt, gió về nghẹn ngào như tiếng nấc. Còn đâu quê hương hoa gấm thơm làn tóc. Tháng tám con sông chẳng luôn kịp sông lù đầy. Hằng đêm con nghe thương tiếc xót xa đắng cay dâng ngạt tháng ngày. Chẳng sao tin yêu ai dối trá, đất trời hiền hòa ai đốt phá. Và đêm thề lương che kín núi sông này. Mẹ ơi, mẹ biết không, con trai
mãi trong con. Những lời mẹ cầm tay nói, nàng sẽ về đây lùi bóng tôi, và yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi nhé con. Giờ này hoàn hồn sắp tắt, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi phiêu dạt mãi đâu. Quê hương điều linh con vẫn khóc, trông chờ ngày về con vẫn thấp. Từng ngôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền. Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền. Hồn con lâng lâng con nhớ mắt mẹ hiền. Mẹ mến yêu con thương nhớ nhiều. Đây đó, thì để cho bà con thấy rằng trong này nó có ba đoạn có lời của bà, còn tất cả những cái khác là của bác Huệ. Cái con hát là của bác Huệ. Phong đó là của bác Huệ hát đó. Bà Thủy Lệ Phượng đó là hát lời của bà đó. Bà nói cho con biết đó, cái năm đó là năm 1983 thì tụi con đã đi thoát được rồi. Bà yên tâm phần tụi con rồi. Tụi con ở bên Mỹ rồi. Mà đó là cái chuyện về nhà thôi. Nhưng mà chuyện đất nước thì còn đầy tất cả những sự đau thương cho cả dân tộc mình mà. Rồi bà nhớ là tất cả những cái người mà chịu đau khổ nhọc nhằn mà thiệt thòi nhất trong cuộc chiến tranh đó là những người đàn bà Việt Nam đã mất con, mất chồng, rồi sống ở trong cái cảnh khổ sở. Ở trong đó đó, bà nhớ bà nội ghê lắm. Bà nội là một cái người đàn bà mà con biết rằng có lẽ là đau khổ rất nhiều cho cuộc đời của bà nội. Bà nội có 10 đứa con. Bà nội quá chồng và bà nội ở như vậy nuôi các con còn lại. Tảo tần nuôi mà gia đình cũng nghèo chứ đâu có giàu gì được. Khi mà đất nước mà lâm nguy trước cái quả xâm lăng của Cộng sản đó, thì ba đứa con của bà nội là ba chú Năm và chú Chín lần lượt vào quân đội. Và con biết rằng bà nội đã mất chú Năm và mất chú Chín luôn. Rồi mất thêm cô Sáu nữa. Thì cảnh bà nội mà tre già mà khóc măng vậy, đoạn trường lắm con thấy. Rồi khi mà chiến tranh chấm dứt, Cộng sản chiếm miền Nam rồi, thì hai người con còn lại của bà nội đi trong quân đội đó là ba và chú Bảy là lại phải bị lưu đày ở đất Bắc, ở tù. Đó. Suốt đời bà nội khổ sở lắm. Bà nghĩ tới bà nội rồi bà chịu không nổi. Thành ra tình thương của bà đó, bà dồn vào bà nội hết. Mà con biết rằng bà nội lẫn lộn với lại cái đất nước Việt Nam mình. Bà buồn về đất nước Việt Nam thì bà lại thương nhớ bà nội rất nhiều. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây xin tạm ngừng. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về
washingtondc@sbtn.tv. Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.